Được lắp đặt trên tầng cao nhất của một chung cư, chiếc camera nhỏ bé này được coi là con mắt thần của phường Bình Thuận ở quận 7. Nhỏ nhưng mà có võ. Cái camera này có thể xoay 360 độ và zoom 45 lần, quan sát đến từng ngõ nhỏ, từng con phố, từng ngôi nhà trên địa bàn phường. Nhờ chiếc camera này, bằng cách quan sát từ xa, phường Bình Thuận từng phát hiện và xử lý tình trạng chăn dắt trẻ em ăn xin xảy ra trên địa bàn. Nhiều lần cũng nhờ mắt thần mà phát hiện sớm và dập tắt đám cháy trong khu dân cư. Thường xuyên nhất là phát hiện vi phạm trật tự xây dựng, lắp đặt bảng quảng cáo trái phép, vân vân. Thứ nhất là giúp giải quyết các trường hợp mua bán lấn chiếm kịp thời hơn. Thứ hai là giúp anh em trong tổ đỡ phải trực chốt trong thời gian 1-2 giờ trưa. Thứ ba là mang tính răn đe hơn cho người dân. Khi người dân biết phường có lắp đặt camera thì sẽ hạn chế vi phạm hơn. Ngoài camera gắn trên cao, phường Bình Thuận còn có hệ thống camera gắn ở các điểm nóng về trật tự đô thị và các điểm nóng về xả rác, vệ sinh môi trường. Phát hiện vi phạm là có thể xử lý ngay. Anh em cán bộ chức phường thì công việc nó cũng sẽ thuận tiện hơn, nó cũng sẽ hạn chế được cái thời gian đi xuống địa bàn, và lãnh đạo phường ấy thì sẽ xử lý công việc và quan sát được từ xa, thì nó giúp cho tiết kiệm về thời gian và công việc, thì nó sẽ hiệu quả hơn. Đương nhiên, máy móc chỉ có thể hỗ trợ chứ không thể thay thế con người, và việc nhân rộng mô hình này cũng vướng phải khó khăn về kinh phí triển khai, duy trì, đặc biệt là nhân sự về công nghệ thông tin.